đi ăn trộm kiểu là nguy hiểm quá, nhanh lên, chậm chạp quá, nhanh lắm. Rồi. Ê, ông chủ ra, đi ngay. Đua, lẹ lên xe. Xin chào cả nhà, hôm nay rất là vui nha. Một ngày mới vui vẻ mà nói thật ra là đến bây giờ là 1 giờ chiều rồi. Phải nói thẳng là anh em chúng tôi là rất là đói, đói bụng kinh khủng khiếp luôn thiệt đó. Mà thường thường ông bà mà nói đói dễ quạo lắm. Bây giờ trên xe phải im lặng, không ai dám nói chuyện. Mà nói chuyện ra đâm ra là không hiểu ý nhau, là cãi lộn, thậm chí quấn lộn, xúc đầu mẹ chả gì chơi. Thì bây giờ là anh em mình đang ở thành phố nào? Capcoro, Florida. Capcoro, bang Florida. Thì bây giờ mình tính là đi mua gì để ăn, nhưng mà anh em không cho ăn, không cho uống gì hết. Bây giờ là bắt là phải một cái trải nghiệm rất là mới lạ, là rình rập chôm chĩa và ăn cắp. Bây giờ ăn cắp cái gì? Ăn cắp trong quán người ta tôi quánh là chảy máu gì chơi. Và bây giờ là vô giường trái cây mà mình không ăn cắp, ăn mình cho cây. Em lên ăn cắp. Mình không ăn cắp hả? À, cho em lên ăn cắp. Cho em ăn cắp là em nào? Em nhỏ TK, em nhỏ này hả? Không phải này nè, trong đây chỉ có em này lì nhất thôi. TK á, lì nhất hả? Bây giờ mình có tính có đem kềm cắt rào gì không? Không cần. Ông em leo chiều giỏi lắm, cái này cũng làm được mà. Tại tướng em nhỏ coi như con khỉ hả? Trái cây mà lo gì? Coi em. Chứ nhiều khi nguy hiểm nha, em leo trèo rồi giỏi tầng cài dây điện là giật cái là xong. Sao đâu? Em chừng 10V là rụng nụ rồi, giống là trải nghiệm này là trải nghiệm mà mới nhất trên YouTube của anh Cường luôn. Hay là đi ăn cắp trái cây. Đi ăn cắp trái cây hả? Mà là giờ mình vô đó là tùy hứng lý qua cầu hả? Đâu, cái dây nhà đó là người ta không có ở, không ai ở đó. Nhưng mà cảnh báo trong đó nó có giường sầu riêng không vậy? Em vừa bước vô chưa kịp gắp cái trái sầu riêng rớt xuống đầu em rồi đi ra luôn. Tụi anh bất công là cái mùa này là mùa xoài. Bây giờ mình đi xin một cái xoài để đi. Mà người ta không có nhà thì sẵn đó mình xin trước. Xin trước hả? Sao bây giờ không cho mình chơi cái chiêu mới đi. Hồi gặp trả tiền chơi chiêu mới hay là mình giả bộ mình vô xin chụp hình đó. Chụp hình xong xuôi rồi mình liếc người ta đi quay chỗ khác cho mình làm một bụng rồi đi ra. Như ai kia đó, ai kia sẽ đánh mặt lơ kìa. Như nhìn chơi bia ba lỗ sao ba băng hay sao gì mà bánh nó bật lơ tấm hình với tôi là thấy cây xoài này lạ quá. Cây xoài này lạ quá, thành phố tao không có cây xoài. Nhưng mà bây giờ lỡ thì gây mà lên đó mà y tao phát hiện ở trên đó nó đừng nhảy xuống nha. Phải tao không thấy đâu. Ok, có gì em nhận hết cho mà. Nhưng mà sợ là nhà tao có súng thấy mùi nồi á. Không, người ta đi làm hết rồi, giờ đây người ta đi làm rồi. Ở Mỹ thường người ta làm neo, hôm nay người ta đi hết rồi. Ở vậy Mỹ có xuống thi cây chừng 1/4 viên rồi chứ không còn viên. Đang chi không khác cũng đã mệt rồi đó, thấy mệt. Thi cây đạn bắn một chúng, nó có đeo anh heo mà đạn bắn một chúng. Không trúng anh, trúng ngay giữa đầu. Bắn hai phát trước, phát trước sau không trúng miếng thịt nào hết. Nhưng mà Thành nói là cái vụ gì mà thi cây vô cái chạy gà mà bắn cái gì á? Bắn nó bắn dây điện, bắn con chim. Bắn con chim mà trúng sợi dây điện. Cái gì? Bắn con chim. Bắn con chim nó đậu trên sợi dây điện. Bắn con chim bay mà đúng trước sợi dây điện. Rồi sao? Cái chuồng gà của người ta mấy triệu bạc luôn á. Rồi nó mất điện luôn cả cái chuồng gà luôn. Rồi cuối cùng gà chết hết hả? Không phải. Thế sao? Phải cái đó quyết chứ nữa, phải kêu người ta cái hãng điện trả xuống tiền, nó sửa điện. Sửa điện. Trời ơi sao em là xạ thủ sao con chim nó bự vậy, bắn sợi dây điện. Bởi vậy làm chuyện khó không ạ? Khó hả? Sợi dây điện nhỏ xíu quá không ngươi ba bắn trúng, chim bự không bắn trúng. Cái này cũng là chuyện lạ nha, ngay cái thời điểm đó có anh chỗ đó quay clip là vui lắm á, thì bảo đảm cười chết bẻ bụng bự luôn á. Nhìn mặt nó thấy cũng đã độc lạ rồi. Ok nha, bây giờ chuẩn bị tinh thần nha. Ok, làm rẹt rẹt luôn nha. Đúng rồi, okay. Mình chỉ chạy vô cho bạn là bạn tự hốt với nha, rồi khi nào xong rồi mình trở về thì mình không dính nước cái chuyện kia. Chừng nào hy sinh hay chừng nào bắt TK anh em mình chuột ra ha. Đúng rồi đó. Tại nếu mà lỡ mình anh em mình bị bắt là TK nóng chuột mình ra được. Đúng rồi. Gì đâu thằng ơi, chuyện nhỏ. Thì có gì là em nói là em đi lộn nhà thôi, lộn địa chỉ. Tại nhà của ông anh cũng có cây xoài mà đi lộn qua đây phải không?
Mỹ nó thông cảm phải không, hay là lúc đó là cái đùng rồi rớt xuống rồi nó đâu còn là cơ hội để mình phân giải thì kệ bán chim trúng với thằng nào nó bắn thì kệ chắc trúng à. Ờ cái cây đâu mà ghê gớm vậy, nói chậm nhà băng gì đó mà quyết định rồi ha. Rồi, đây, đây. Rồi, làm lớn á, làm lớn á, chuyện này là chuyện lớn luôn á nha, chơi là nổi tiếng ở Florida luôn á, tình hình rất là căng thẳng nha. Nên tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, bao giờ quyết định là mình ở ngoài xe hết thì khai vô hả? Đúng rồi đó. Không, anh cho anh quay phim đi, anh vô anh quay phim đi. Là có gì có bằng chứng đem ra tòa rồi được. Anh chỉ sợ là cái thằng ngồi leo hái nó qua, nó không nã mà nó nã cái thằng đang quay phim. Ôi thôi rồi, làm YouTube đâu có lý do người ta làm. Ôi thôi rồi lùm ơi. Đâu lúc đó đâu có cần biết YouTuber là cái gì nữa. Nó quốc xong là tính sao. Vui nha, vui nha. Ồ, trái cây quá trời ha. Vườn quá trời luôn, rộng rãi luôn. Ồ, đẹp quá vườn trái cây. Ủa, cái vụ gì vậy? Hôm nay tới hả chưa? Vô đây lấy ít tiền đi mua xoài. Đâu, cây đâu ông nội? Ủa, cây đâu? Cây đâu? Tôi tới đây làm gì? Bây giờ mình muốn cảm giác lạ thôi, đừng có khối ăn cắp trái cây, mày vô mày cúp cho băng đi trái cây. Ủa thì cây cướp nhà băng rồi. Em lấy cái gì em ăn cướp nhà băng, trời ơi giỡn hoài á. Anh ơi em vợ hai con vô, rồi. Vô lấy chút tiền. Có đi ra mua xoài. Tiền đó. Ơi, mấy anh ở đây để em coi xe cho mấy anh vô trong đi. Em chỉ dám ăn cắp xoài đâu ông nội ơi. Mấy anh này tào lao rồi. Ăn cắp xoài thôi. Thì cây mà bước vô trong, tất cây nó đi. Bỏ xuống. Còn kia mình đã cầm xuống, bỏ xuống xuống. Đưa xoài đây. Trời ơi, Đạt ơi, em chơi điều bất ngờ không à, thiệt á. Trời ơi, làm là thì cây nó la, ôm sùm nó rối rồi ăn hết rồi, thiệt á. Ờ, đừng có chơi với lẫn nhà pháp luật, man. Man. Chơi điều đó không ổn á, man. Nhớ đeo nanh vô nha, đang bắn khỏi chúng. Bắn áo giáp. Thì ra là không phải là tới ngân hàng để cướp cho thì cây cướp, mà tới ngân hàng để rút tiền đi mua xoài. Để tính tiếp phương án hai, nếu mà thì cây cho ấm xoài không được, ăn cắp xoài không được, thì chúng tôi mua xoài chúng tôi ăn đỡ thèm để giải cứu trong cái buổi trưa hôm nay, ý là như vậy đó. Dĩ nhiên nó tím tím là mấy trái nó ngon rồi đó. Là sao bây giờ quá khớt anh chụp được trái này nó đi ăn cắp mà còn ăn ăn cắp ăn trộm rồi còn phải lựa nữa. Đúng rồi, cắp phải lựa trái ngon lựa, chứ trái chính trái ngon xoài tượng á là những cái trái mà dưới cái đầu nó hơi có màu tím tím á là mấy trái nó ready rồi đó. Anh cũng thấy hợp lý á, tại vì mỗi lần ăn cắp khó khăn, mỗi lần ăn cắp phải lựa chọn cho đàng hoàng. Chứ mà bứt mấy trái nhỏ vậy tội nghiệp người ta, chỉ lấy trái lớn thôi. Biết ai là chủ mưu cái gì nữa. Hay à, hay ha. Vậy mà nãy mà vô ngân hàng mà ăn cắp thiệt là chắc thi khay cũng phải lựa tờ trong được rách ra. Em mới nhắn tin cho mẹ em, em nói là mẹ à, con đang chuẩn bị là gây án nữa nè mẹ ơi, có gì có vô đeo hai dây này móc vô hai lỗ tai, nói tao có bơm ổn đưa tiền á. Vô đó mà còn ăn cắp mà còn lựa tờ trăm không rách nữa xong chịu. Vô phải lựa nó chứ. Ừ, phải lựa tờ mới, tại vì tiền mà tiền cũ á gì Việt Nam mất giá. Mất giá. Đây là clip vui nha, chắc không có ý đồ gì nha. Mấy bạn nhỏ đừng có nghĩ như vậy mà thấy là bậy bạ này đã được bắt chước nha. Đừng có bắt chước anh TK, nguy hiểm đó các bạn ơi. Sao? Lỡ mà mình tới đó có người khác đang cắp trước mình thì mình ngồi đó mình chờ người ta ăn cắp xong mình cắp ở sau ta? Đâu có đâu, chạy tới nó dễ là làm chủ cho nó chạy mình lấy xoài của nó. Cũng là một ý hay. Hay là bà TK vô nói bạn ơi cắp lẹ lẹ cho mình ăn cắp tiếp nha. Đó. Tới phiên mình. Thôi mày. Được gọi là cắp hay trộm. Anh ai lấy em cây cưa đi, em cưa nguyên một cành về luôn. Anh ai làm lẹ lắm, cưa nguyên cây đi. Ừ, lấy em cái cưa, em cưa nguyên cây mà bỏ lên xe trước trở về luôn đi. Đỡ nhưng cực mà, nhưng mà lỡ tới đó đói quá thì cây ơi chưa ăn ngày đói xưa quá. Là cái gì ăn quả nhớ kẻ trồng cây, bây giờ là ăn quả bẻ luôn cây luôn. Nhớ nhớ công ơn cái thằng đi ăn cắp đó, quẹo vô quẹo vô quẹo vô. Vậy phút hồi hộp nè anh em ơi, đó rồi đó hả? Gần tới, chuẩn bị tới, sắp sửa tới, từ từ sẽ tới. Bây giờ là tắt máy đẩy xe vô chưa? Ồ, ngoài nó ồn quá mà, ồn quá nguy hiểm.
cho chủ nhà biết. Thôi 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 rồi, bây giờ nhỏ tiếng nha. Thôi rồi nhỏ. Đây 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 đây. Chết, có người ở nhà không vậy? Có người ở nhà hả? Không có đâu, xe người ta kìa. Có xe thôi, người ta đi làm có xe thôi à. Ừ, ủa, không có đâu. Quy cái giường nhà. Ừ đúng rồi đó. Có hào liều luôn. Mà bây giờ anh xuống anh quay hay là anh ngồi xe quay? Xuống đi. Chắc dạ. Sợ chứ, rồi nó làm cái đùng sao? Không sao đâu. Gì hả? Còn quá còn sao? Không sao đâu. Thấy vô luôn hả? Đâu quá còn xuống luôn đừng. Con tổn. Nhỏ 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 nhỏ, chủ chưa ra. Ù mà cao quá. Thì cây. Leo lên leo lên. Không có tới đâu, không có tới đâu. Không có tới, leo lên cây luôn, leo lên cây đó. Đó, đúng rồi, leo cây, leo cây. Leo cây từ từ leo cây. Đó đúng rồi. Từ từ. Bỏ chịu chủ ra được la lớn quá. Leo lên. Leo lên. Đó. Nhanh vô chủ vô ra mày. Chủ nhà ra giờ. Đó. Trời mấy dép leo cây trời ơi. Trời ơi má ơi. Rồi con ký này không được rồi, con ký này. Cái cắt xoài của này không được rồi. Lùn quá, thấp quá mà làm sao hái. Mình dép nữa thôi. Rồi. Đó, gì đó. Xuống đi, xuống đi, coi chừng ốc ra. Ê, chỗ đây nhiều nè, đạt, nhảy lên đạt. Ồ, ủa khói nhảy hả? Cuối cùng đứng chỗ hả? Hay thiệt vậy, cuối cùng đứng chỗ. Gọn nhẹ luôn. Trong khi con khỉ kia leo cây làm gì trời cho mệt, trời ơi khổ ghê con khỉ đó. Sao ăn cắp xoài xưa rồi xuống đây là mày quơ hết luôn bài mít rồi xuống về. Ê, ông chủ ra, đi ngay. Đua, lẹ lên. Đua, lẹ lên xe. Sau khi mấy em chạy mệt rồi. Bây giờ mình xin giới thiệu ông chủ vườn xoài, đó là vườn của ông Đạt. Đây, vườn vườn xoài. Là một màn kịch rất là vui nha. Giải trí cười thoải mái. Không phải là anh trộm, chỉ là giả bộ thôi nha. Còn kìa, làm anh ấy chạy mệt không? Không. Anh ấy chạy tét khó. Ồ, đói bụng quá. Bụng mà chạy kiểu đó quá mệt luôn. Chạy boss con á. Hay ha, nó có cái rổ nè các bạn ơi. Cái rổ đẹp. Vậy ăn cái đẹp. Thôi, cái đẹp rổ. Gì nó đẹp. Có cái rổ. Đó. Có cái rổ, giật cái xong là được một em. Và kiến tha lâu đầy tổ mới đó cũng được một thùng rồi. Đó các bạn nhìn thấy. Ăn gói. Xoài nhà vườn. Thấy là mê. Giống như là mình ở Việt Nam. Hấp dẫn. Trái ngọt, trái ngọt. Nãy con cắn trái rồi. Ngon hả? Cái này ăn sống ngon, là mình không dạ, ngon cũng làm tội. Đây, nhãn bắt đầu mới lú lú lên đây, quá trời. Quá trời nhãn. Mít nhìn thấy to ghê chưa? Đó, phải dùng dây cột lại để đỡ cho mít, cho nó nặng quá dễ bứt cuốn rớt xuống đất lắm nha. Cột dây hết cho chắc ăn, đỡ lên kìa. Người ta lấy leo lên cây xoài chuyên nghiệp bây giờ kìa. Đó, giờ đến phiên Đạt ăn trộm á. Đó. Đó, ủa thiết cây em làm gì em đội cái thau trên đầu vậy? Em sợ rớt trúng đầu. Rớt trái xoài trúng đầu hả? Sợ trái sầu riêng nó rớt trúng cái đầu. Bà nội mày, ở đây sầu riêng. Trời ơi. Trời ơi, đạt mày khèo chi mà rớt cái trái xoài rớt trúng đầu thì cây kìa. Đâu có đâu, em lấy trái xoài em chọi lên đầu nó. Sao sau khi gặt hái thành công rực rỡ phải không? Quá trời nặng chịu luôn.
Rồi chuẩn bị nè, nhìn nè, chụp tấm hình nè. 2 3. À, các bạn đó đang nhớ về Việt Nam cho nên cần lưu lại những tấm hình để đỡ nhớ quê hương. Có mít, có cây chuối ở phía sau, xoài đầy đủ. Có thể là nãy anh em chúng tôi đã ăn rồi, không có tới đây là hát xoài. Giờ mình ăn cái xoài cũng ngon. Đây là một clip giải trí. À, vui để đem lại tiếng cười cho mọi người, cho đỡ buồn và cho mọi người đỡ nhớ về quê hương. Để nhìn lại toàn cảnh của Florida nó cũng giống như ở Việt Nam ta. Lời cuối cho Nhật Cường chúc cho cả nhà luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, bình an và không quên cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Nhật Cường. Chân thành cảm ơn. Bye bye. Nhớ đăng ký subscribe liền tay nhé, nhấn chuông, xin đà tạ. Và không quên, cảm ơn quý vị luôn ủng hộ và đồng hành kênh Nhật Cường Cười để nhớ nhé.